Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình trên mọi miền tổ quốc. Con xin giới thiệu cô chú anh chị mình hai cây sứ ánh dương cổ hình nhé cô chú anh chị mình. Đó, hai cây này hai cây lớn nhé cô chú anh chị mình ha. Đó, cổ hình rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình nha. Cổ này thì nó hình quái hơn nè. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình, về chơi dạng bonsai ha. Ánh dương thì hoa màu đỏ cánh đơn nha cô chú anh chị mình. Đó, hoa màu đỏ giống như thằng Tài với cô chú anh chị mình nha. Đó, hai cây này con xin bán cho cô chú anh chị mình với giá là 350.000 thôi cô chú anh chị mình nha. 350.000 thôi. Cặp này thì sứ bự nè, nhưng mà cũng còn số lượng rất là ít, cho nên con để giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi nha. Hàng bự thì bây giờ không có luôn cô chú anh chị mình ơi, sứ hiếm quá trời luôn. Hàng ánh dương bây giờ là không có hàng, còn số lượng rất là ít nha cô chú anh chị mình. Thích thì mua liền nha cô chú anh chị mình nha. Đó, cặp này con bán giao lưu cho cô chú anh chị mình là 350.000. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0932612668. Bông ánh dương nó cũng rất là gộ bông với cô chú anh chị mình ha. Đó, bông màu đỏ cánh đơn cho bông rất là gộ nha. Rất là dễ chậm luôn, cô chú anh chị nào mới biết chơi thì mình chơi ánh dương thì không bao giờ hư với cô chú anh chị mình ha. Muốn hư cũng rất là khó luôn. Đó, dạ con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo ạ.